cũng tay cũng mắt miệng mồm như ai, sao người thì được thành thơi còn tôi lại chịu suốt đời gian. Không đợi tới mấy ông thầy bói Minh Nguyệt hay Khánh Sơn mới đoán biết tuổi của thanh tình tôi là cái tuổi ăn mày sách bì. Vì từ hồi cha sanh mẹ đẻ tôi đã biết từ đời tôi nó sẽ khổ vô. Cùng kể chuyện xương sống kéo cài trả nợ, tính đến xuân này đã là 39 lần xuân. Ở phố Bình Thủy nghe dách dáng lập con, có lẽ chỉ có thằng tôi là nghèo khổ nhất ở Sài Gòn. Tuy mang bệnh xỉn lâu ngày và dốc và ăn ôm nhôm, nhưng vợ thì son son à mỏi năm mỏi giường tre lại bị rịp chích sáng đêm. Bữa ăn của người ta thì nào là bít tết, là rau xúc xích, răm bông của mình là giọng viết ba cái rau dừa chấm mắm. Chính đứa con, đứa xinh lá lách, đứa đào gan, đứa lớn bụng. Rồi nhìn lại vợ mình lận đận thấy mà thương. Một đời mà điều ngồi buồn thì nói bậy bạ cho vui, vậy chứ nghèo mà trong sạch như tôi thì đâu có xấu. Không hèn hạ cúi đầu quỳ lạy, cũng không bạc bài trộm cắp tham lam. Nghèo cho sạch, rất cho tôm, đó là lời răn dạy của thánh nhờ nguồn đời. Nói theo điệu thánh hiền thì phú quý do thiên, còn nói theo sanh tử chi thì mỗi người sanh ra đều có số. Người ta sang nên dư để dư xài, còn tôi túi sữa nên kéo cài suốt năm. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều.